Xin chào tất cả mọi người, đây là cây thủ đức trổ bông nè. Này đã lên nè, rất là đẹp. Thủ đức trồng hóa nhất lúc này, lúc vừa có chân xanh mà vừa có nở ít như thế này nè, nhìn rất là đẹp. Thủ đức bông vừa phải, bông chừng 6 phân à. Nhìn rất là đẹp á. Ghép từ bông giống nhau hết à. Ghép từ nhỏ, cái này ghép 11 năm à. Cái này lặt lá bữa là 22 tay. Bông nó chừng 6 phân chứ không có to. Bông nở ngày hôm qua nè. Thủ đức thì chịu nắng tốt. Nở ngày hôm qua. Cánh hoa nó xếp đẹp. Nó chùm thẳng dũm hình parabol. Lúc mà nó trổ xong á, không có bị lật, lật nghiêng lật ngửa gì hết á. Giống mà chơi cũng bền á. Trổ xong cánh hoa thì 8 cánh thôi, nhiều khi nuôi không đủ sức nó còn có 5 cánh cũng không chừng ha. Tám cánh chín cánh là không có nhiều cánh lắm, mấy bông đủ sức bấm chặn là phải lên tới mười mấy cánh cũng có, 14-15 cánh cũng có nữa, mà ít á, đa phần 8 cánh 10 cánh là nhiều. Giờ rất là thơm. Thủ đức nè đó. Chất trồng thì trồng bằng sơ dừa trấu hung lại đất. Trấu hung khoảng 30% đất khoảng cỡ
30% á. Dậu 6 tấc lọt lòng. Đó, cái củ này đó trồng trong cái dậu 3 tấc rưỡi á. Bác của nó bó luôn, bít luôn cái chậu 3 tấc rưỡi. Gốc nhớt ghép là ghép từ cái mầm nhỏ, ghép đây. Sau 11 năm. Này, anh em tham khảo cái thủ đức mà ghép già nở cũng rất là đều, nó rụng lá ha, nó rụng cỡ 50% lá, nó già nó rụng á, lên chân đều lắm. Chùm 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 luôn á. Trồng mai khoái đến lúc này á. Lúc mà lên chân thế này nè. Bông thế nè. Đều nguyên cây trăng. Ngày mai nữa là mới rộ nguyên cây, bữa nay nó nở chừng 20% rồi. Nói chung là ngày Tết á, ngày mùng 1 vậy là cũng được ha. Mùng 1 mà nó nở nha, như thế này là đạt rồi. Có bông nở là được. Ghép từ cây nhỏ ghép lên. Bình lợi nè. Mấy này hỏi bình lợi có chịu nắng hay không á. Ngày hôm qua nó nắng dữ lắm á. Bông á nè. Bông á rất là đẹp á. Nói chung là nó nhiều cánh hơn thủ đức. Bông bự. Nó cũng đột biến từ mấy cây thủ đức ra. Ưng họ lấy hộp ta ương ra nè. Được mấy giống nó đột biến á. Em xem. Đó. Này. Đó. Bông bự nhiều cánh. Nhiều cánh quá thì nhìn cái bông nó có chiều sâu. Như cúc vậy. Bông nó có chiều sâu. Nhìn tổng quan nó đẹp lắm. Sài Gòn thì nó ít cánh hơn. Bình lợi à, cây này nhỏ xíu mới ghép à. Chùm 4 bông có một cục à. Bình lợi à. Lại ghép non nè.
bao mình lại đẹp không? Rõ ngày thứ hai nè. Đó, còn ta không có chỗ trồng á, trồng cây hay cây á. Đó, trồng thủ đức này cũng được rồi. Đó, chăm sóc như thế này là Tết đem vô nhà chơi được, đẹp rồi á. À, chúc mọi người buổi sáng tốt lành nè. À, dạo Thủ Đức trổ bông mà.